Wow, hên quá hơn quá anh em à cái ạc này thì mình chưa có đổi qua được cái con lu từ luffy qua cho nên là bây giờ mình có thể đổi từ luffy ngược qua bên cái uh, cái con king nha anh em king nha anh em à king quá quạng anh em mà đó trời ơi đẹp trai liền anh em đẹp trai liền và mấy anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình để mình sẽ tiến hành random nha mỗi một lần random mình sẽ chắc là random một ạ anh em à vì vậy mà mấy anh em comment trong các video của mình đừng bỏ sót cái video nào nha mình sẽ lựa một cái video ngẫu nhiên thôi anh em mình sẽ tặng cái ạ đó cho anh mấy anh em wow mấy ạ này bây giờ nó xịn vãi anh em Hello anh em chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình là mình là Sám Chính Gaming quay trở lại với tựa game Sydney Barrett Anh em hôm nay thì còn kinh đã chính thức ra à, mắt ở bên cái phiên bản uh, Sydney rồi anh em à Thì à, để có thể là sở hữu được em nó thì mình thấy là cũng khá là dễ đó anh em à Không phải là khó quá anh em Thì à, ở đây anh em chúng ta có thể là xem bên trong cái phần truy nã là với uh, 60 đô là anh em chúng ta có thể là có được 30 mảnh kinh Kèm theo đó là 30 vé mèo luôn nha Và kèm theo đó là 30 mảnh Luffy uh, Luffy Luf, 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 Nika luôn nha anh em Wow quá là xịn luôn em hôm nay thì nó vẫn chưa có sự kiện happy holiday em mà và không biết là chừng nào nó mới mở đây Wow, tính ra là quá dễ bây giờ chúng ta sẽ dùng cái phần đổi đồ xem đổi anh em Ồ trước mắt lại anh em ta thấy là có thêm một cái vật phẩm mới có cái hình dạ. chữ A nha anh em với 10 mảnh chữ A là anh em ta có thể là đổi qua được 10 mảnh kim anh em mà trời ơi giờ đây nó còn thêm 10 mảnh này nữa và bây giờ anh em ta sẽ xem tới bên dưới nha à, 10 mảnh kim đổi ngược lại thành là 10 mảnh chữ A 10 mảnh chữ A có thể là đổi được à, mảnh của Lufinica và 15 mảnh uh, luffy đổi ngược qua chỉ đó được có 10 mảnh chữ A nha anh em và 10 mảnh A đổi được 10 vé mèo và 10 Luffy thì đổi được 10 vé mèo và không có cái nào đổi ngược lại thành Luffy Nika hết anh em à chả luôn không bữa là con số ạc là mình đổi qua qua thành mảnh uh, Yamato với lại ấy gọi anh em à ăn chuối luôn rồi anh em để giờ mình xem thử là còn cái cách nào để có thể đổi ngược đổi tiếp nữa không để mình xem để còn cái ạt hay không à trước khi vô thì anh em ta sẽ nhập gift code nha gift code đợt này của anh em ta là tới hẳn hai cái luôn anh em mà và được hẳn 20 đô luôn nha wow đợt này nó cho uh, hào phóng ghê luôn anh em mà hai cái gift code luôn đây tại sao lại là không phải là một cái gift code 20 đô luôn anh em như vậy thì nó sẽ um, ngon hơn chứ anh em gift code 20 đô nói chung là cũng tương đối khá là khó kiếm anh em mà. để mình xem thử cái ạt hiện tại ra đang được bao nhiêu đây À, 25 đô thôi nè mà cái kè này kè mình chơi bên server uh, 5 ối gì 469 hay là 569 gì đó mình quên mất tiêu rồi anh em thôi bây giờ mình sẽ qua mấy cái ạt của mình xem thử có cái ạt nào mà có đủ được uh, mảnh luffy không với lại vé nạp nha Wow hơn quá nè mà cái ạt này thì mình chưa có đổi qua được cái con um, uh, Luf từ luffy Nika qua cho nên là bây giờ mình có thể là đổi từ luffy Nika ngược qua bên cái uh, cái con king nha anh em bây giờ mình sẽ đổi nè À, 15 thì mình sẽ đổi được 10 mảnh A nha 10 mảnh A sẽ đổi được 10 Trời, trời Không biết đủ không ta Để mình đổi thử xem sao nè mà Trời ơi Hên quá Hôm bữa cái ạt này là mình ăn cái sự kiện Happy Hoi D nè mà Cho nên là nó vẫn còn nha Ê, City đây là ăn chuối nha nè à, Mình đổi từ mảnh này qua, qua A nha 15 mà được có 10 A thôi nè mà Đó Được bao nhiêu A rồi đây 80 A rồi 80A gọi rồi nè mà thì ở đây thì mình sẽ đổi qua được cái con kinh nè Trời ơi Kẹt cái là anh em nào mà có cái muốn ăn cái ẹt này á, thì sẽ không có được uh, Jogo Asuga với lại uh, Yamato nha anh em Thì uh, cái ẹt này thì anh em chúng ta sẽ có được con kinh anh em à Kinh quá quạng anh em à Đó, trời ơi Đẹp trai liền anh em, đẹp trai liền Quá xịn luôn nè quá xịn luôn nè Đó, nói chung là kinh ngon cực anh em à kin ngon vô cực luôn. Đấy hôm bữa là mình à, mình mình à, không đổi qua đúng là một cái lựa chọn người là sáng suốt anh em mà. Bây giờ mình sẽ nhập hai cái gift code cho có bạn nha. Thì à, đây là cái ghép code à, 10 đô, hai à, được hai cái gift code 10 đô luôn anh em à Thì à, sau cái video này thì mình sẽ tiến hành random nha anh em, mình sẽ tiến hành random tặng mấy cái ạ có kin này cho anh em nè. À. Anh em nào mà chưa có kin này kia thì comment bên dưới nhập ạ hiện tại bây giờ đã đang còn là 60 đô luôn nha anh em. Trời ơi quá wow, anh em mà tiêu 60 đô nữa anh em sẽ quất quốc được thêm một mớ mảnh nha để mình vô mình xem thử đây. 60 đô thì anh em sẽ được 20 ủi, cái thằng 2000 được 20 vé mèo này mà thêm này nữa 30 vé mèo nè là 50 vé mèo anh em ở đây mình đang còn 20 vé mèo đó anh mà là được 70 vé mèo anh em đổi nhẹ ăn phát nữa qua là anh em sẽ được uh, một con Yogo Azuga hoặc là một con Yamato nha anh em và ở đây mình đang còn lại hẳn 40 mảnh Luffy luôn đi đi ca luôn anh em à trời cái ạt này nó ngon rồi anh em à cái ạc này nó ngon vải trưởng luôn anh em à quá là ngon bảy mấy vé nè trời ơi 360 vé kin nha anh em 22 vé đỏ và 71 vé Lucky vé xanh ôi anh em về quay là mỗi cái tay luôn anh em à cái tay còn vừa đủ 60 đô luôn thì anh em nào mà tiêu 60 đô là là ăn được thêm một mớ nữa nha anh em wow lấy thêm một Yamato đưa vô trong cái đội hình đó là bao đẹp trai luôn anh em à đẹp trai không bờ bến luôn anh em quá xịn luôn anh em đây đưa con uh, kim làm áo vata cho mấy em cho nó ngầu coi đó chát nhẹ lên cái đằng số thế giới cho vui anh em à. ok ngon lành của hành liền anh em bây giờ mình sẽ chết thêm vài tài khoản để xem để có cái ạt nào có thể đổi được qua con kim hay không nha anh em ok bây giờ cái này là đang ở trong cái 15 nha anh em ai trời ơi ạt này cũng còn mảnh luvinica luôn anh em à Ôi giời ơi ngon liền anh em Ạt này hiện tại giờ đang còn bao nhiêu đô đây Ạt này hiện tại thì bây giờ đang còn là À cái này Ạt này được có 50 đô ta Ủa sao sao bị thiếu thiếu vậy trời Sao sao Ạt này nó lại không đủ đô ta Ạt này nó bị thiếu hết một à, vé 10 đô vậy trời Chắc là lúc đó mình a à, đúng rồi anh em à Cái Ạt này là mình cái Ạt mình tập sót anh em Cái số số 15 nè Hôm bữa là mình tặng mấy cái Ạt kia hết rồi Mình tặng mấy cái Ạt mà có vé chưa chưa nạp anh em thì còn lại cái ạt này thì mình chưa tặng. Đó, trời ơi, không lẽ bây giờ mình đổi qua con kin nữa anh em. Bây giờ thì anh em nếu mà chịu khó tiêu thêm vé nữa là anh em có thể là nhận được cái thêm một con zogo Asuga hoặc là một con um, Yamato đó. Thì mình nghĩ là anh em nên lấy con Trời ơi, còn 55 mảnh Luffy luôn nè anh em. Trời, xin 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 Ôi, Cái này thiếu thiếu anh em ơi. tự nhiên mình thấy còn dư 55 mảnh mình tưởng là nó dư rồi anh em ai ngờ đâu đổi lại thì nó cũng y chang như bên kia thôi cái ạt này nó hơi thọt, đô hơn so với mấy cái ạt khác anh em trời ơi ngon liền anh em trời đẹp trai vải trưởng anh em à đây lấy thêm con kin nữa cho anh em xem nè đó lấy thêm một con kin nữa nha trời ơi quá là đẹp trai luôn anh em ơi anh em nào mà chưa có ạt chơi thì comment bên dưới chào video sau thì mình sẽ random cho anh em mình sẽ random nha đó, mình sẽ random cho mấy anh em cái ạc có con kin cho mấy anh em chơi còn lại thì anh em có thể sử dụng vé đỏ để đổi lấy con uh, Odin hoặc là Luffy uh, Tago để mà xài đỡ nè mà mình nghĩ là mấy anh em nên đổi qua con uh, Odin đây. ở đây vé thì nói chung là còn 380 vé ở đây anh em có thể đổi được tới hẳn ba con anh em uh, anh em có thể lấy thêm con Lawano thêm con Darren uh, hoặc là con uh, Odin hoặc là Luffy Nika nữa thì anh em ui ở trên này nó ôi trời ơi bé mèo đổi qua được các cái bảo vật luôn này, nè anh em có bảo vật nào xịn không ta trời ơi giờ bé mèo đổi được đủ thứ luôn em được bé mèo đổi được thuyền uh, uh Ai nè thuyền mi hóc nè thuyền do, uh, thuyền và uh, uh, dắt nè anh em à thuyền uh, Shiki nè thuyền uh, Oguchi, thuyền kit nè anh em quá sát thuyền luôn anh oh, em à ồ mười mảnh em bây giờ mười mảnh thì vẫn có thể đổi được uh, mấy con tiếng đó nha mình tưởng nó tăng lên chứ em à ở đây thì mình còn được ba uh, mươi vé mèo đổi từ bông hồng qua nữa anh em ba mươi vé mèo đổi từ gió sò qua nữa nè Wow Đây anh em nếu mà không muốn lấy thì anh em lấy đổi qua vé mèo luôn nha Nhưng mà mình nghĩ là anh em lấy con Odin hay là cái con gì đó đi chơi thì nó sẽ ngon hơn và ở đây mình còn hẳn năm cuốn sách luôn nha anh em đổi qua được thẳng là 250 k kim cương nữa anh em à nếu mà anh em tiêu kim cương xong đó, thì anh em sẽ nhận được thêm một cuốn sách nữa thì vậy đây một cuốn sách nữa đây ở cái mốc sáu ngàn anh em sáu ngàn thì anh em sẽ được thêm cuốn sách nữa anh em sẽ được 300 k và cộng với lại ở đây nữa anh em sẽ được 400 k anh em tiêu một phát anh em ăn luôn cái móc tiêu kim cương là 400k kim cương nha anh em. 400k kim cương anh em sẽ nhận được thêm 200 vé nè, 200 200 200 200 đó nè. Đó, à, gương trang bị đen, gương trang bị đỏ này kia kiểu anh em ăn hết trên này nữa là thêm 100 100 100 100 nữa nè anh em. Wow, tổng cộng là 300 300 300 300 nha. Trời ơi, ngon quá anh em à. Giờ này mà chơi mấy anh em chơi lại vô cái hạt này là bá đạo trên từng hạt gạo luôn em. Có kinh quả quạng cho mấy anh em trải nghiệm luôn nha anh em. Xịn xịn liền anh em à quá đã quá đã anh em để mình qua cái ạt chính của mình xem thử có đổi được cái con kim đi không anh em à thiệt là gầu quá đi ở đây thì mình còn thêm cái ạt số 17 và hai ba ạc nữa anh em à nhưng mà mấy cái ạt kia mình không biết mình đã đổi quá chưa trời ơi thêm một ạt chưa đổi nữa anh em à quá đã luôn anh em còn vài ạt nữa để cái gì mình chết thử xem thử mình có đổi gì nha anh em rồi sau đó mình sẽ tiến hành random lại mấy anh em và mấy anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình để mình sẽ tiến hành random nha mỗi một lần random mình sẽ chắc là random một ạt anh em mà vì vậy mà mấy anh em comment trong các video của mình đừng bỏ sót cái video nào nha mình sẽ lựa một cái video ngẫu nhiên thôi anh em mình sẽ tặng cái ạt đó cho anh mấy anh em wow mấy ạt này bây giờ nó xịn vãi anh em mà bây giờ mình sẽ vô cái ạt chính của mình anh em mà ạt chính của mình bây giờ không biết làm sao đây anh em chắc là mình đã đổi qua hết rồi quá chắc là toàn vé mèo không quá anh em để em xem thử không có mảnh Luvinica nào luôn anh em à rồi luôn su luôn anh em ơi tới công chuyện luôn không biết là cái sự kiện Happy Holiday sắp tới nó có cho anh em ta mảnh Luvinica nữa hay không à, này hiện tại thì bây giờ mình đang được bao nhiêu đây à, 3 30 rồi à, thêm thêm này nữa 45 nữa là 75 trời ơi chết luôn anh em bây giờ mình sẽ nhập hết cái đóng clip code này vô mình sẽ tổng hợp lại xem thử là mình được bao nhiêu đô rồi anh em cậu hết sức anh em ơi Ờ à, ạc này hỏng là mình tiêu để mình lấy uh, suga sau đó mình thích lại nè em. À ạc chính của mình nha. Bây giờ là mình không có con kin gọi nè em à. Mình không có con kin là mình thọt hơn so với những anh em khác rồi. Để xem thử mấy các bạn top mấy bạn đã có con kin chưa nha. Xem thử đi. Bạn uh, top 1/2 em chưa có kin nha nè em. Mình nè. Rồi Deluffy nè, 69 game nè. Nem nè. như là ít ai có kin nữa mà em mày phải mấy bạn nào mà có thích vé hoặc là thích này thích kia thì mới có được kinh thôi em rồi để để mình tổng hợp lại cái số vé của mình đây ở đây là mình được là 50 nè 95 nè Ôi ôi cũng không có đủ mấy đâu em 95 cái này nếu mà tối nay mình tiêu ba vé sáng mơ mình tiêu nữa thì tối nhiều khi là mơ mình không tiêu được phải dừng lại một bữa mới có thể tiêu tiếp được em à rồi tiếp bên này bên này thì được 14 nữa à, uh, 95 14 là 109 109 102, 113 114 114 thôi anh em mà vẫn chưa đủ anh em cả có mình nó vẫn chưa đủ vé luôn á để mình xem thử cho mày mấy cái vé này để mình quay thử thử cái độ nhân phẩm mình xem thử anh em anh em muốn nhận được akin của mình đó thì comment bên dưới các video nha anh em mình chỉ random mỗi lần mình sẽ random một video thôi anh em mà video ngẫu nhiên và không phải là video mới nhất vì vậy mà mấy anh em comment bỏ sót lại các video khác thì sẽ không có cơ hội nhận được nha anh em tại vì mình sẽ random nhiều khi ngay các video đó mà mấy anh em bỏ sót không comment đó, thì lại không có tên của anh em và tất nhiên ở trong các video đó mình sẽ vẫn sẽ random tặng các mấy anh em nha tại mấy hôm nay mình lu bu á mình không có quay random á thì mình sẽ random tặng cho mấy anh em cạc với lại nạp đầu bến con game sinh thi phiên bản 7 game vì vậy mà mấy anh em đừng quên comment nha anh em nào chúng có thể là chọn bằng cách là có thể là chuyển khoản cho anh em chuyển hoa mô hoặc anh em lấy trực tiếp cạc nha tùy anh em anh em muốn lấy cái hình thức nào đó thì mình sẽ chuyển cho anh em wow, quá đã luôn anh em à kẻ cái là cái, cái, cái chính của mình lại không có cân kinh anh em mà mấy cái ạt lon thì lại kinh quá chật kinh luôn anh em ơi à. một đống kinh luôn nha kinh ạt mình lại không có cân kinh ra mắt kinh mà lại thiếu sót rồi anh em gầu hết sức anh em ơi buồn thiệt rồi ơi 2000 ngàn cũng được 20 vé giá đỏ đó nè anh em ở đây thì Dễ anh em đặt đạn kinh khá là dễ lấy anh em ạ. Nhưng mà tiêu luôn hẳn 120k là được rất là nhiều luôn anh em ơi. Quá là nhiều luôn nè. 30 vé mèo đã vậy còn được 30 mảnh Luffy nữa anh em. Wow. Quá đã quá đã luôn anh em, cực ngon luôn nha. Quá xịn luôn anh em ạ. Không còn lời lời lẽ nào để mà nói nữa anh em. Quá là tuyệt vời luôn và wow, bên này hiện đại và bên Sony để cho quá đã anh em. Rồi ok thôi chắc mình sẽ kết thúc video đây thôi và sẽ tiến hành nhập gift có vô nguyên một cái dạng ạc mấy chục ạc clone của mình để mà mình tích 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 vé tiếp anh em ơi tích tiếp và sau đó mình sẽ um, tiến hành tặng cho mấy anh em vì vậy mấy anh em đừng quên comment bên dưới các video của mình để có cơ hội nhận được nha còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về tự game Cinebar và anh em nào chưa nhập gift code thì nhập vô lẽ anh em tại vì cái thời hạn gift code nó khá là ngắn anh em mà nó không có được dài như ngày xưa nữa vì vậy mà mấy anh em nào mà chưa nhập thì nhanh tay nhập cho nha anh em còn bây giờ mình sẽ kết thúc thôi cảm ơn anh em rất là nhiều tạm biệt anh em và anh em